Xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta tiếp tục đến những câu chuyện, đến những tập truyện đầu tiên của bộ truyện rất dài tập, bộ truyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhỏ thứ nước kỳ lạ đó xong, quả nhiên lão Trịnh đã nhìn thấy trước mặt của lão đang ngồi trên bờ đất chính là Tiểu Nguyệt, cháu gái của lão. Lão Trịnh lúc này rưng rưng nước mắt, với tay về phía trước rồi miệng khẽ gọi: Tiểu Nguyệt, là ông đây, quay lại với ông đi Tiểu Nguyệt. Thầy Lương khẽ ngăn lão Trịnh lại bước thêm: Khoan đã, thật ra hiện giờ đúng là của Tiểu Nguyệt, nhưng Tiểu Nguyệt đang bị hồn phách chủ nhân đôi hài đỏ đó gá vào. Lão bình tĩnh lại đi, hồn ma kia không muốn làm hại Tiểu Nguyệt, nếu muốn thì con bé đã chết dưới sông trước khi chúng ta kịp đến đây. Lão đứng ở đây, tôi sẽ nói chuyện với con bé. Tiểu Nguyệt vẫn đung đưa đôi bàn chân dưới làn nước mát. Thầy Lương lúc này liền tiếp: Ta sẽ giúp cháu tìm mẹ của mình, còn chuyện trả thù để sau hãy tính. Hãy cho ta biết mẹ của cháu ở đâu. Tiểu Nguyệt im lặng không nói. Cô bé được cánh tay liền hướng về phía trước mặt, chỉ xuống dòng châu sang. Thầy Lương đã hiểu, thầy Lương liền tiếp: Ta biết rồi, bản thân ta khi đến đây cũng đã dự liệu được chuyện này. Ta hứa sẽ giúp cháu tìm được mẹ của mình. Thân xác người trần không thể chịu đựng được âm khí quá lâu. Nếu hồn phách của cháu còn ở lại trong cơ thể của Tiểu Nguyệt, dương khí cô bé sẽ cạn dần. Hãy thoát khỏi thân xác Tiểu Nguyệt, việc còn lại để ta lo. Cảm ơn ông thật tốt. Dứt lời, Tiểu Nguyệt ngã vật ra đất. Lão Trịnh chạy tới đỡ cháu của mình. Lão Ngũ cũng giật mình khi bất thình lình Tiểu Nguyệt xuất hiện trước mặt của ông ta. Còn chưa kịp định thần thì đã nghe Lão Trịnh gọi: Giúp tôi một tay, sao con bé nó lại bất tỉnh thế này, không động đậy gì thế? Tiểu Nguyệt, cháu tỉnh dậy đi. Thầy Lương ơi, người con bé lạnh lắm. Thầy Lương lúc này liền nói: Lão Ngũ, tháo đôi hài đó ra. Vừa làm theo lời của thầy Lương, Lão Ngũ tiến đến ngồi xuống bên cạnh, tháo đôi hài đỏ mà Tiểu Nguyệt đang đi. Cầm đôi hài ở trên tay, Lão Ngũ nói: Xong rồi thưa thầy, bây giờ tôi phải làm gì với nó đây? Hay là để tôi đem đốt nó đi luôn nhé? Thầy Lương đưa tay ra ngăn Lão Ngũ lại: Ấy, ông không được làm như vậy. Âm hồn này có nhiều uẩn khúc, bên cạnh đó nó cũng không có ý muốn hại Tiểu Nguyệt. Vừa rồi tôi cũng đã hứa sẽ giúp nó tìm mẹ. Đưa đôi hài đó cho tôi, tôi sẽ giữ đôi hài này. Tranh thủ hai người nghỉ ngơi đi, để khi Lâm tiên sinh cùng những người khác đến đây, tôi sẽ nói chúng ta cần phải làm gì. Nhận lấy đôi hài từ Lão Ngũ, Thể Lưng dùng một tấm vải gói kỹ lại, bỏ vào trong tay này, đồng thời lấy ra một viên thuốc đưa cho Lão Trịnh. Thể Lưng bắt mạnh cho Tiểu Nguyệt: Lão đừng lo, thân xác bị hồn ma mang âm khí nhập vào, nên sau khi xuất hồn sẽ bị ngất đi. Lão cho con bé uống viên thuốc này, canh chừng nửa giờ sau, khi mà hồn phách hoàn lại nó sẽ tỉnh lại. Bàn tay của Tiểu Nguyệt cũng đã ấm dần lên rồi. Thể Lương nói không sai, sau khi đôi hài đỏ được tháo ra, cơ thể của Tiểu Nguyệt đã ấm hơn trước, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường. Lão Trịnh cảm ơn thầy Lương rồi hỏi: À phải rồi, khi đấy thể nhỏ vào mắt của tôi thức đức gì mà tôi lại có thể nhìn thấy con bé vậy chứ? Tranh thủ ngồi nghỉ ngơi chờ đợi Lâm tiên sinh đưa người đến, thầy Lương trả lời câu hỏi của Lão Trịnh. Lão Ngũ ngồi bên cạnh cũng đằng hóng hớt. Thầy Lương lúc này nói: Nước tôi nhỏ vào mắt của lão chính là nước mắt bò. Bò là một loại vật có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Tương truyền rằng loài bò còn có thể nhìn thấy được cái chết của mình. Do vậy trước khi bị giết thịt vài ngày, người ta thường thấy bò chảy nước mắt. Thu được nước mắt bò, sử dụng một vài khẩu quyết gia tăng linh lực. Khi sử dụng có thể giúp cho con người ta nhìn thấy được linh hồn, nhìn thấy được ma quỷ, những thứ bình thường họ không thể thấy. Trước đó Tiểu Nguyệt bị ma nhập, con bé như biến mất trước mặt mọi người. Vì thế khi nó đi qua nơi lão ngồi đan rổ, lão không nhìn thấy.
Tới lúc đây thì ngoài tôi cùng với hai người đây không có ai thấy, mặc dù con bé đang ngồi nghịch nước ở bờ đất kia. Lão Ngũ liền chép miệng: vậy mà ban nãy thầy không nhỏ cho tôi vài giọt để tôi nhìn với. Cứ thấy thầy đứng nói chuyện một mình, tôi còn thường thầy mới là người bị ma nhập, sợ vậy. Thầy Lương liền khẽ cười: nhìn thấy ma quỷ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Có những thứ không nên tò mò, bởi khi thấy rồi sẽ ám ảnh ông đến tận cuối đời. Vì lão Trịnh quá lo lắng cho Tiểu Nguyệt, không còn cách nào tôi mới dùng nước mắt bò để lão Trịnh nhìn thấy con bé mà yên tâm. Với nữa thứ này rất khó kiếm, đâu có thể dùng tùy tiện. Còn như mà lão Ngũ đây muốn nhìn thấy ma, tôi có cách khác dễ hơn nhiều. Lão Ngũ lúc này liền xua tay: thôi cho tôi xin. Nghe kể lại chuyện con cá chê tôi vẫn còn dùng cả mình. Thầy nói đúng, có những thứ không nên tò mò. Thế nhưng mà vừa rồi thầy bảo sẽ giúp hồn ma đó tìm mẹ là sao? Thầy Lương hướng mắt nhìn về lòng sông trước mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn rầu, khẽ thở dài. Thầy Lương nói: hồn ma nhập vật Tiểu Nguyệt cũng là một đứa bé gái chạc tuổi Tiểu Nguyệt. Con bé nói nó bị chết oan, mẹ nó cũng vậy. Có lẽ thân xác của họ còn nằm đâu đó dưới sông Châu Giang, phải tìm cách đưa xác của họ lên bờ. Lão Ngũ liền chép miệng: sông sâu lòng sông khá rộng, chưa kể đến nhìn bên trên thì yên nắng, nhưng nước vẫn chảy lưu thông. Cứ cho là người chết ở dưới sông, cơ mà chắc gì hiện xác của họ còn quanh khu vực này. Tôi thấy việc này khó có thể làm được, khác gì là mò kim đáy bể, chỉ biết chừng đến xương cũng chẳng còn đấy chứ. Thầy Lương đứng dậy tiến về phía bờ sông, chắp tay ở đằng sau, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi nước. Mùi cỏ cây phảng phất trong làn gió nhẹ. Thầy Lương lúc này nói: tất nhiên là khó, trên đời này việc gì cũng khó. Nếu ngay từ đầu trong tư tưởng của chúng ta đã thấy khó khăn, chán nản dù chưa bắt tay vào làm, giải quyết khúc mắc của người sống đã khó, giúp cho linh hồn của người đã chết được thanh thản lại là việc khó hơn gấp nhiều lần. Mọi chuyện đều bắt đầu từ chữ duyên. Cơ duyên xảy đến một phần cũng nhờ vào Lão Ngũ. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Lão Ngũ nghe những lời của thầy Lương vừa nói thì thấy thật hổ thẹn. Thầy Lương nói đúng, đem đôi hài vứt được trên sông về nhà là Lão Ngũ, cho Tiểu Nguyệt đôi hài, phương hình chung suýt chút nữa khiến con bé phải mất mạng, cũng là lý do nhà Lão Ngũ. Chưa kể đến vợ chồng và cô con gái của Lão Ngũ cũng may mắn được thầy Lương ra tay giải độc. Đáng lý ra khi biết được chuyện đau lòng về hồn ma kia, Lão Ngũ phải là người sốt sắng muốn giúp đỡ nhất. Đằng này ông chỉ biết bàn lùi rồi ngại khó. Cuối mặt Lão Ngũ lúc này nói với thầy Lương: Tôi xin lỗi, tôi hiểu ra rồi. Nếu giúp được gì tôi sẽ cố gắng hết sức, mong thầy lượng thứ. Thầy Lương lúc này đáp: lão hiểu ra được thì tốt rồi. Nếu chuyện này giải quyết ổn thỏa, cứu rỗi vong linh của người đã chết, lão cũng sẽ tích được một phần công đức, biết đâu lại có chuyện tốt về sau. Ít phút sau, A Thiện, La Đại Phu, Lâm Tiên Sinh cộng với hàng chục chai trắng trong hương, tay cầm đuốc sáng rừng chạy đến bờ sông. Họ còn kéo theo cả ba cây xuồng gỗ nhỏ, dây thừng, cả lưới kéo, tất cả đều rất khẩn trương. Mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả trên mặt. Lâm Tiên Sinh, người đứng đầu Hương Kim Giang, vừa thở vừa nói: thầy Lương, chúng tôi đến rồi đây. Chứng lại một giây, Lâm Tiên Sinh nhìn thấy Lão Trịnh đang đỡ Tiểu Nguyệt nằm trên bờ. Lâm Tiên Sinh lúc này ấp úng nói: tìm thấy Tiểu Nguyệt rồi sao? Con bé vẫn còn ổn cả chứ? Thầy Lương liền trả lời: Lâm Tiên Sinh chớ lo lắng, tạm thời Tiểu Nguyệt đã bình an vô sự. Cũng may hồn ma đó không có ý xấu làm hại con bé. Tiểu Nguyệt chỉ bị ngất đi mà thôi, một lát nữa con bé sẽ tỉnh lại. Lâm Tiên Sinh lại hỏi: vậy còn những cái thứ mà thầy nói tôi chuẩn bị đem đến đây thì sao? Tôi cũng điều động nhiều thanh niên trai trắng trong hương đến nữa. Mà thôi, cũng không có sao cả. Quan trọng nhất là Tiểu Nguyệt vẫn còn an toàn, làm tôi cùng mọi người chạy không dám nghỉ. Thầy Lương lại đáp: trước mắt Lâm Tiên Sinh cứ để mọi người nghỉ ngơi một chút. Những thứ mà mọi người đem đến chắc chắn vẫn cần phải dùng, sẽ rất vất vả đấy. Lâm Tiên Sinh nhíu mày: chẳng phải đã tìm thấy Tiểu Nguyệt rồi sao? Thế còn cần dùng những thứ đó về việc gì chứ? Thầy Lương đáp: Lâm Tiên Sinh,
Ông từng nói kể từ khi mà ông làm trưởng Hương Kim Giang cho đến nay, chưa từng có ai trong Hương chết đuối hay là vong mạng ở con sông này phải không? Lâm tiên sinh gật đầu. Đúng, đúng là như vậy. Trong Hương mà có ai chết đuối, chết do sông nước thì tôi phải biết ngay chứ. Thầy Lương chỉ xuống lòng sông, nét mặt thoáng buồn. Thầy Lương lại nói: dưới sông này có xác của hai người nữ, một là mẹ, một là người con gái. Tôi vừa xem qua một quẻ, quẻ hiện lên mộc trong thủy, có thể không phải là người của Hương Kim Giang, thế nhưng xác của họ lại đang vướng cả chính khúc sông này. Mong Lâm tiên sinh cùng mọi người trong Hương chung tay với Lương tôi để trục vớt, đưa xác của hai mẹ con họ lên bờ, giúp cho linh hồn của họ được siêu thoát, cũng là tích chút công đức cho bản thân mọi người. Tôi xin khấu đầu cảm tạ. Lâm tiên sinh nghe thầy Lương nói thì vẫn bán tín bán nghi. Sao bỗng dưng lại có chuyện người chết dưới sông, lại còn tới hai người một mẹ một con? Thế nhưng với những gì đã tận mắt nhìn thấy ở nhà lão Ngũ, cộng với việc thầy Lương chỉ điểm ra bờ sông tìm được Tiểu Nguyệt, có muốn hay không tin cũng khó. Lâm tiên sinh suy nghĩ một ít giây rồi quyết định nói: kể thầy Lương, thầy đừng làm vậy, chúng tôi tổn thọ mà. Suốt thời gian qua tuy không có dài, thế nhưng những việc thầy làm cho dân trong Hương, chúng tôi ai ai cũng biết và kính phục thầy. Thầy đã nói như vậy sao chúng tôi dám từ chối? Người cũng đã có mặt đầy đủ, làm thế nào thầy cứ chỉ bảo, tôi cùng mọi người trong Hương Kim Giang nhất định nghe theo. Chỉ có điều trời tối mù mịt, cho dù có lặn xuống đáy sông cũng không thể nhìn thấy gì, chứ đừng nói đến việc tìm xác mà trục vớt. Liệu để đến sáng mai có được không ạ? Chuyện này không thể chậm trễ, với nữa tôi còn có việc cần phải làm ngay trong đêm nay. Lâm tiên sinh yên tâm, tôi nói mọi người nghỉ ngơi một chút cũng là có lý do của mình. Nếu mà thành công sẽ không ai phải lặn xuống đó cả. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu, mọi người cảm phiền tránh xa chỗ này một chút. Lâm tiên sinh liền hỏi: Thầy định làm gì vậy? Nhìn Lâm tiên sinh, thầy Lương khẽ cười rồi trả lời: tôi sẽ thử nói chuyện với thủy thần ở sông xem thế nào. Lâm tiên sinh không giấu nổi vẻ mặt thẳng thốt: Nói chuyện với thủy thần, thầy không đùa chứ ạ? Thầy Lương cười rồi đáp: chuyện liên quan đến mạng người tôi có thể đem ra đùa được sao? Có điều việc này e là cũng không dễ dàng, bởi vì hình như là người trong dân Hương này không thờ cúng thần sông thì phải. Lâm tiên sinh chép miệng thở dài: ngày xưa thì có, tức là từ ngày thời khúc quân sư phụ của ngài còn sống, trên khúc sông này ngày đó có cho dựng một cái miếu để dân làng thờ cúng. Sau khi khúc quân sư phụ viên tịch, nước sông Châu Giang bỗng dâng cao, khu vực dựng miếu đất bị sụt lún, mưa kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng miếu chìm xuống sông không có để lại dấu vết gì. Mọi người sau đó cũng cố gắng xây dựng lại miếu, thế nhưng cứ hết xây thì lại đổ. Sợ vạm vào mệnh trời, người trong Hương không ai dám xây miếu thờ nữa. Tôi thì chưa từng thấy bao giờ, nhưng có một lời đồn trong Hương kể lại rằng, vào ngày giỗ của khúc quân sư phụ, trong tầm khoảng 12 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng sẽ xuất hiện một con cá lớn vùng vẫy quấy nước ở giữa dòng sông. Dân đi câu đêm thấy và truyền lại tay nhau như vậy. Thể Lương hỏi lại: có chuyện như vậy thật sao? Con cá đó có hình dạng thế nào? Lâm tiên sinh lại tiếp: thì tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi. Thế bảo con cá đó có màu vàng óng ánh rất lớn, khi nó xuất hiện cả khúc sông sáng rực lên ánh hoàng kim. Thầy Lương lúc này sửng sốt: một con cá có màu vàng ư? Chẳng lẽ lại là nó? Ngay tới đây, thầy Lương chợt nhớ đến chuyện từ thời ông còn là một cậu nhóc. Trong một lần đi công chuyện cùng sư phụ, trên đường trở về Bạch Hạc Sơn, hay thầy trò đi ngang qua một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa bị bỏ hoang nhiều năm, không còn ai sống trong đó. Bỗng nhiên khúc quân sư phụ tỏ ý muốn vào bên trong vãn cảnh chùa và nói trong chùa có bảo vật. Đứng trước ngôi chùa hoang tàn, tường gạch đổ nát, rêu phong phủ kín khắp nơi, nom hoang vu và lạnh lẽo vô cùng. Dường như đã nhiều năm không có người lai vãng, thành thử là cây cối mọc cao lớn như rừng, cỏ dài tút cao quá đầu gối.
Nếu không có cái cổng chùa cùng với phần mái ngói uốn lượn lấp ló phía sau những hàng cây với tán lá dày, chắc có lẽ chẳng ai biết được bên trong đó có một ngôi chùa cổ kính. Sư phụ, sao đang đi sư phụ lại dừng lại? A Lương hỏi sư phụ. Khước Quân sư phụ đưa mắt nhìn lên hai cái trụ cột lớn, một bên đã bị nứt vỡ, chỉ còn lại phần nửa. Xe leo bám kín chỉ lộ ra phần gạch đỏ nhằm nhờ. Ông khẽ đọc: Chùa Minh Tâm. Sắp đi qua vùng đất này mới thấy một nơi địa danh mạch tốt như vậy. Thật không ngờ tất cả chỉ còn lại một cảnh điều tàn. Nhiều năm hoang phế, thế nhưng mà vượng khí ở nơi đây vẫn tỏa ra ngút trời. Cây cối phát triển vô cùng mạnh mẽ. A Lương, chúng ta ghé vào một chút. Cả một chặng đường dài đi qua biết bao nhiêu khu vực người dân sinh sống đông đúc tấp nập, hàng ăn quán rượu nhiều nhàn nhàn. Thế nhưng cứ mỗi lần A Lương ngó ghé vào đâu để nghỉ ngơi, Khước Quân sư phụ đều lặng im không nói gì, cứ tiếp tục đi về phía trước. Đến đây cảnh sắc hoang tàn, xung quanh chẳng có nhà dân, thì đột nhiên lại nghe sư phụ muốn vào để vãn cảnh. A Lương lúc này hỏi: Chỉ là một ngôi chùa bỏ hoang, bên trong cỏ mọc tốt che phủ đi mọi thứ, sao sư phụ lại muốn vào đấy? Từ sớm đi qua bao nhiêu hàng quán, đồ nhi gợi ý mà người chẳng nghe. Khước Quân sư phụ mỉm cười: Khi thiện ngốc này, ta không ghé vào những nơi đó là có lý do của ta. Dân ở đây họ không tin vào đạo, thậm chí là còn ghét bỏ đạo, bài trừ sư sãi đạo sĩ tăng ni Phật tử. Có những thứ nên tránh đi thì hơn. Ngôi chùa Minh Tâm này chắc hẳn trước đây từng là một ngôi chùa linh thiêng. Cũng chính vì sự bài xích của người dân nơi đây cho nên trở nên hoang tàn. Ta còn nghĩ sẽ đi qua nơi này như một cách nhàm chán, nhưng xem ra cũng không đến nỗi tệ. A Lương, trong này có bảo vật đó. A Lương lúc này tròn mắt: Bảo vật? Thật à sư phụ? Nhưng mà là bảo vật gì mới được chứ? Khước Quân sư phụ vuốt râu rồi cười lớn: Tên nhóc nhà ngươi khi mà nghe đến bảo vật thì đã lập tức thò mò. Là gì thì phải vào trong mới biết được chứ. Thiên cơ bất khả lộ. Hai thầy trò vén cỏ bước vào bên trong ngôi chùa. Đứng bên ngoài thật không nghĩ được rằng khuôn viên trong chùa lại rộng lớn như vậy. Rêu phong cỏ dại theo năm tháng dần che phủ đến tất cả đường đi lối lại. Chùa đã sụp đổ một phần, thứ duy nhất vẫn còn sừng sững hiên ngang trước khoảng sân rộng, có lẽ là cây bồ đề xanh tốt. Cây cao hơn cả mái chùa, một phần thân nơi gần gốc bị lõm một hố lớn, như thể cây bồ đề này từng trải qua một sự tàn phá khốc liệt. A Lương lúc này hỏi: Sư phụ, rốt cuộc thì bảo vật mà người nói được giấu ở đâu? Chùa đổ tượng vỡ, mọi thứ gần như bị phá hủy, bên trong này có còn lại gì nguyên vẹn đâu cơ chứ? Khước Quân sư phụ chỉ tay về sau chùa, ông nói: Bảo vật mà ta nói ở đằng kia, ai nói cho con là nơi đây không có gì nguyên vẹn? Trong chùa này không chỉ có hai chúng ta đâu, lặng im và lắng nghe kỹ xem còn sẽ thấy. Nghe sư phụ nói trong chùa có người khác, bỗng dưng A Lương rùng mình. Đi theo sư phụ cũng đã gặp không biết bao nhiêu chuyện kỳ dị, được chứng kiến cảnh trừ ma diệt yêu. Bản thân cũng là người có khả năng đặc biệt. Thế nhưng mỗi lần nghe sư phụ nói ẩn ý, A Lương lập tức có dự cảm không lành. Xưa nay kỳ chân dị bảo đâu phải dễ dàng muốn lấy là lấy. Không có kết giới bảo vật thì cũng do yêu ma cảnh giữ. Làm theo lời của sư phụ, A Lương nhắm mắt lại tập trung lắng nghe. Quả nhiên đâu đó quanh đây vang lên âm thanh như ai đó đang lội nước. Mà bắt ra A Lương lúc này vội nói: Sư phụ, con nghe thấy rồi. Ngôi chùa vắng thế này thì chỉ có thể là ma. Người lên trước đi, con đi sau yểm trợ. Khước Quân sư phụ gõ nhẹ vào đầu A Lương, miệng khẽ cười, ông thở ngắt ra: Ai giời ơi, tuy là bị bỏ hoang, thế nhưng mà khi ta có nói có vượng khí nơi đây rất tốt, ma quỷ không có dám ngự ở đây đâu. Tiếng mà con nghe thấy là tiếng lội bùn. Phía sau ngôi chùa này có một cây đầm, bảo vật đang ở đó. Khước Quân sư phụ đi trước, A Lương lúc này bước theo sau. Đi vòng theo chùa quả nhiên có một chiếc đầm lớn. Nhưng bất ngờ hơn, hai thầy trò chạm mặt một người thanh niên, chân tay vẫn còn đang lấm lem bùn đất. Anh ta cầm một chiếc đơm,
một tay cầm giỏ đang đi từ phía đối diện. Thoạt nhìn thấy hai thầy trò, người thanh niên hoảng hốt liền la toáng lên: "Ôi trời đất ơi, ai thế này, hai người là..." A Lương lúc này lè lưỡi, mắt trợn lòng trắng, miệng hú lên: "Chúng ta là ma đây." Người thanh niên buông giỏ tính quay đầu chạy thì Khúc Quân sư phụ lúc này cốc A Lương một cái đầu điếng: "Ai, đau quá, sư phụ, sao sư phụ lại đánh con?" Đoàn Khúc Quân gọi với theo người thanh niên kia: "Chàng trai đừng sợ, chúng ta là người không phải ma, ngươi không cần phải chạy." Người thanh niên quay đầu nhìn lại, thấy thằng nhóc đi cùng ông già có gương mặt phúc hậu, thấy chân của cả hai vẫn chạm đất thì mới tin không phải là ma. Lòng mồ hôi rón rén nhặt lại cái giỏ, miệng khẽ hỏi: Vậy hai người là ai? Không phải tới đây để bắt tôi chứ?" Khúc Quân sư phụ lúc này mỉm cười: "Sao lại bắt cậu? Thầy cho tôi là người nơi khác đến đây, đi qua ngôi chùa này ghé vào để vãn cảnh. Không ngờ lại gặp cậu. Cậu tới đây để đơm cá sao?" Người thanh niên gật đầu. Anh ta nói anh ta là người sống ở cánh đồng cách ngôi chùa này một dặm. Nhà con có mẹ già vì gia cảnh nghèo cho nên phải tự kiếm kế sinh nhai. Biết ngôi chùa này bị dân quanh vùng cấm vào, nhưng anh ta vẫn hay lẻn vào đây bắt cá, hái rau dại, bởi thực vật trong chùa phát triển rất tốt. Đây cũng là lý do tại sao khi thấy hai thầy trò A Lương, người thanh niên này sợ quá để bỏ chạy. Khước Quân sư phụ lúc này hỏi: "Trong giỏ của cậu có những thứ gì vậy?" Người thanh niên tên A Mã lúc này đáp: "Một số loại cá và con tôm mà thôi. À, có một con cá chép vàng bằng lòng bàn tay, tôi tính đem về nấu cháo cho mẹ." Khước Quân sư phụ mỉm cười: "Thế này đi, tôi sẽ mua lại cái giỏ cá của cậu với giá một lượng vàng, cậu đồng ý chứ?" Không chỉ A Mã và A Lương cũng sừng sốt, A Mã liền lắp bắp: Ông không nói đùa chứ? Ông muốn mua lại cái giỏ này bằng một lượng vàng?" A Lương kéo tay của sư phụ: "Sư phụ, người đang đùa phải không?" Khước Quân lấy ra một thỏi vàng tương đương với một lượng vàng đưa cho A Mã, ông nói: "Cầm lấy vàng, còn cái giỏ này sẽ là của ta." Đưa vàng lên miệng để cắn thử, A Mã không dám tin đây là sự thật. A Lương liền tặc lưỡi: "Không phải thử, là vàng thật đấy." A Mã trao luôn cả cái giỏ cho Khúc Quân sư phụ, cúi đầu cảm tạ. Sợ Khúc Quân sư phụ đổi ý, A Mã vội vàng rời khỏi chùa Minh Tâm. Cầm cái giỏ lên chỉ tay về phía bức tường phủ rêu, Khúc Quân sư phụ nói với A Lương: "Ở kia có một cây lưu đất nhỏ, trong lưu có sẵn nước, đem tới đây cho ta." A Lương đem lưu đất tới, Khúc Quân sư phụ lấy ra một con cá chép vàng, lại còn những thứ khác ông đem thả lại trong đầm. Nhìn con cá bơi trong chiếc lưu đất, vảy của nó ánh lên óng ánh sắc hoàng kim. A Lương lúc này hỏi: "Đây là bảo vật mà sư phụ nói ư?" Khước Quân lúc này gật đầu, nhìn con cá vàng trong lưu, ông trả lời câu hỏi của A Lương: "Đúng vậy. Ở giữa hai mắt trên đỉnh đầu của nó có chữ đạo. Giữa vùng đất không có đạo vẫn có kẻ tu đạo trong suốt trăm năm qua. Đây chính là bảo vật." Thế thầy Lương nãy giờ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Lâm tiên sinh lúc này khẽ gọi: "Kẻ thầy Lương, thế sao vậy à? Sao tự nhiên lại thần người ra như thế?" Thầy Lương nhìn về dòng sông nở một nụ cười. Thầy Lương đáp: "Không có gì đâu. Tôi chợt nhớ tới chuyện của ngày xưa. Con cá lớn có màu vàng ấy chính là đạo ngư. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Đạo ngư chịu ơn thầy tôi năm đó, chính thầy tôi đã cứu nó một lần trong một lần độ kiếp. Sau đó thì đem thả về ở sông Châu Giang này để nó tiếp tục hành trình tu đạo. Suy chút nữa tôi đã quên mất đi người bạn này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong mấy chục năm qua khúc sông này không có ai phải chết vì nạn sông nước. Dòng sông luôn bình yên êm ả qua các mùa, tất cả đều nhờ vào đạo ngư." Lâm tiên sinh nghe vậy thì hỏi: "Ý của thầy là con cá lớn màu vàng đó chính là con cá năm xưa Khúc Quân sư phụ đã ra tay cứu giúp đem về thả ở sông này?" Thầy Lương liền gật đầu: "Đúng vậy. Chuyện giữa thầy tôi và đạo ngư tôi sẽ kể cho mọi người sau. Còn bây giờ sẽ tìm cách để thỉnh cầu đạo ngư, nhờ nó giúp đỡ trong việc tìm và trục vớt xác của hai mẹ con chết bên dưới dòng sông này." Lâm tiên sinh lúc này chau mày: "Thầy tính làm cách nào?"
Thầy Lương liền mỉm cười. Phải thử mới biết được. Nếu đó chính là đạo ngư và nó hiện tại vẫn ở đâu đó trên sông Châu Giang, tôi tin rằng nó sẽ xuất hiện. Giờ thì làm phiền Lâm tiên sinh nói mọi người tạm thời tránh xa khỏi chỗ này. Tiến tới bờ đất sắt mép sông, chỗ này mực nước nhô cao. Ngồi xếp bằng hai bàn tay chụm lại lên đầu gối, khẽ nhắm mắt, thầy Lương tĩnh tâm cảm nhận từng làn gió thổi qua, từng mùi hương của cỏ cây hoa lá. Trong tâm trí của thầy Lương bồi hồi nhớ lại khung cảnh cách đây 50 năm về trước, cũng tại con sông Châu Giang này. Sư phụ, chúng ta tới nơi rồi. Mà sao người lại muốn ra bờ sông mà không phải quay về núi Bạch Hạc? A Lương hỏi. Khước quân sư phụ trả lời. Ta là vì ta muốn thả đạo ngư ở đây trước khi lên núi. Đặt cái lu đó xuống đi, cho con nghỉ ngơi một chút. A Lương nhìn vào trong lu, con cá chép màu vàng vẫn còn bơi trong lu đất. A Lương lúc này cười. Đạo ngư, sư phụ đặt tên cho nó là đạo ngư. Khước quân liền đáp. Đúng vậy, trên đầu của nó có chữ đạo. Con cá này đã tu luyện đạo pháp trong đầm của chùa Minh Tâm suốt hơn 100 năm qua. Nhìn vậy thôi nhưng mà tuổi của nó còn hơn cả ta nữa đấy. Là loài có linh tính cao, có đạo hạnh. Cũng may chúng ta đi qua ngôi chùa đó vừa kịp lúc. A Lương thắc mắc. Nhưng mà tại sao một con cá tu luyện lâu đến như vậy, có đạo hạnh nhưng rồi vẫn bị người thanh niên kia đâm trúng? Con nghe thấy có vẻ không hợp lý. Sư phụ, người giúp con giải thích vấn đề này được không? Khước quân sư phụ gật đầu. Ông từ tốn nói cho A Lương hiểu. Đúng là những loài vật tu luyện lâu năm đều có pháp lực, có đạo hạnh, thậm chí còn có cả thần trí. Nếu như là bình thường, con người không thể tiếp cận được chúng, chứ đừng nói là bắt. Nhiều loài sau khi tu luyện, nếu đi theo con đường tà đạo, còn có thể hại người, giết người để hấp thụ linh hồn, gia tăng ma tính. Còn những loài tụ tập theo chính đạo, chúng sẽ tìm cách để ẩn thân, tránh tiếp xúc với con người cho tới khi mà đắc đạo chuyển kiếp chuyển sinh. Nhưng có một điểm mà cho dù là tà hay chính thì tất cả chúng cũng đều phải trải qua. Đó chính là thời điểm độ kiếp. Mỗi cá thể tu đạo sẽ gặp phải những thời điểm độ kiếp khác nhau, cũng như thời gian tu luyện khác nhau. Và trong thời điểm độ kiếp ấy, chúng gần như mất hết linh lực, trở lại trạng thái bình thường, không pháp, không đạo. Rơi vào ngày độ kiếp, chúng rất yếu ớt. Nếu trải qua được thời điểm độ kiếp mà vẫn an toàn, coi như chúng tiến thêm một bước lớn trong quá trình tu luyện của mình. Đạo hạnh tăng cao, pháp lực vượt trội. Nhiều loài trải qua nhiều lần độ kiếp còn có thể biến hóa thành hình dạng thành vật thể khác. Thậm chí có loài còn được thành người. Vậy nên độ kiếp là thời điểm có thể nói là vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất trong việc tu luyện. Con cá chép vàng bị người thanh niên kia bắt đúng vào lúc đang độ kiếp, đó cũng là một phần kiếp nạn của nó. Còn thầy trò ta giống như nhân duyên mà ông trời cử đến để giúp nó vượt qua quá trình độ kiếp. Đó là nhờ vào việc tu đạo trong suốt quãng thời gian dài trong chỗ minh tâm của cá chép. Con hiểu chứ? A Lương lúc này cúi đầu đáp. Đồ nhi đã hiểu rồi thưa sư phụ. Nhưng sao thầy lại đem thả nó đi mà không đem về Bạch Hạc Sơn? Chúng ta có thể thả cá chép ở suối nước nóng, hàng ngày chăm sóc cho đến khi cá chép đắc đạo. Khúc quân lắc đầu đáp. Không được. Việc tu luyện là việc riêng của từng cá thể. Chúng ta cứu nó qua kiếp nạn là nhờ vào nhân duyên. Nhưng mà nếu can thiệp vào quá trình tu đạo của nó thì không thể được. Bất kể là ngọn cỏ hay là loài vật và cả con người chúng ta. Muốn có được thành quả thì phải cố gắng bằng chính sức lực của mình. Cái chép muốn đắc đạo, muốn hóa rồng thì bản thân của nó phải tự nâng cao đạo hạnh bằng cách đương đầu với khó khăn, gian khổ. Phải tự mình tìm được vũ môn và vượt qua. Nếu con cá đem về thả ở suối, ngày ngày cho nó ăn, nó sẽ không bao giờ đắc đạo. Xin lỗi sư phụ, là đồ nhi hiểu biết nông cạn. A Lương vội xin lỗi Khúc Quân sư phụ. Khúc Quân lại tiếp. Ngoài ra ta còn vì một lý do khác khi muốn thả con chép ở đây. A Lương nghe vậy thì vội hỏi. Là lý do gì vậy thưa sư phụ? Khúc Quân sư phụ chỉ tay về giữa lòng sông Châu Giang,
nơi khúc sông đang chảy khá xiết. Chắc có lẽ con không có để ý, sông Châu Giang 3 năm trở lại đây đã bắt đầu thay đổi dòng chảy. Lòng sông sâu hơn, nước chảy càng mạnh hơn. Mùa khô thì gần cạn thấy đáy, sang đến mùa mưa nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao. Chẳng bao lâu nữa nước sông sẽ ngập bờ, sẽ tràn vào bên trong hương. Lúc đó cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thực ra thì thời gian gần đây ta cũng đã suy nghĩ đến việc này khá nhiều, cũng đã tính nhiều cách khác nhau, từ việc đắp đê cho tới tìm cách chấn điểm dòng sông. Thế nhưng đó chỉ là những biện pháp tạm thời. Khúc sông này cần có một vị thủy thần chấn giữ dòng chảy, bảo đảm sự an toàn cho người dân, không chỉ đời ta, đời con, mà còn cho hậu thế về sau nữa. A Lương tròn mắt kinh ngạc nhìn con cá chép trong lù. A Lương nói, ý của người là con cá chép này sẽ trở thành thủy thần chấn giữ dòng chảy của sông Châu Giang? Sao có thể chứ, cứ cho là nó tu luyện 100 năm có đạo hạnh đi chăng nữa thì một con cá chỉ nhỏ bằng bàn tay sao có thể khống chế được dòng nước? Khước Quân sư phụ ngước mắt lên nhìn trời, đưa tay bấm độn, trời đột nhiên chuyển màu đen, mây kéo tới xám xịt, sấm đổ ùng ùng. Khước Quân sư phụ nói, thời điểm độ kiếp của cá chép đã qua đi. A Lương, thả cá xuống sông ngay lúc này. A Lương vâng dạ, đem cái lù đến sát bờ sông, rồi từ từ nghiêng lù cho cá bơi ra ngoài. Thoát một cái, con cá chép đã bơi thẳng xuống dòng sông biến mất, không còn nhìn thấy đâu nữa. A Lương lúc này cau mày khó chịu. Thế là đi luôn hả? Sư phụ ơi, nó bơi mất tích rồi. Thế nhưng Khúc Quân vẫn đứng trên bờ sông Châu Giang, mắt nhìn về giữa dòng nước. Ông im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vuốt nhẹ bộ râu dài trắng muốt. Mây đen vần vũ, trời nổ sấm khan, cảm giác như đất dưới chân vừa khẽ rung chuyển. Giữa dòng sông lúc này chảy càng xiết hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ A Lương nhìn thấy dòng nước chảy ghê gớm đến như vậy. Và rồi ở giữa dòng sông xuất hiện một xoáy nước lớn. Xoáy nước như là cuốn tất cả vào giữa trung tâm của nó vậy. Một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào trong xoáy nước. Nước bắn lên tung tóe. Từ dưới xoáy nước bất ngờ một thứ gì đó to lớn vàng óng nhảy lên cao qua dòng nước trước sự chứng kiến của thầy trò Khúc Quân. A Lương há hốc mồm kinh ngạc khi thứ vừa nhảy lên từ xoáy nước là một con cá chép vàng. Có điều lúc này nó đã trở nên to lớn hơn lúc còn ở trong lù rất nhiều. Cá chép vàng bơi trong xoáy nước thêm vài vòng cho tới khi xoáy nước biến mất. Trời đất đang tối tăm bỗng trở lại bình thường, mây đen tan biến, sông Châu Giang yên ả không một chút gợn sóng. Khước Quân sư phụ nhìn xuống dòng sông rồi đọc lớn mấy câu tựa như là khẩu quyết. Đạo ngư an thủy, ma quỷ tránh xa, giúp sức cho ta bảo vệ dân làng. Châu Giang độ kiếp, đắc đạo chuyển sinh, chấn động càn khôn, vũ môn khai mở, nở cánh hoa tiền, thăng thiên hóa rầm. Trở lại với thời điểm hiện tại, trên bờ sông Châu Giang, thầy Lương cũng bắt đầu đọc nguyên văn những câu khẩu quyết của Khúc Quân sư phụ năm đó. Gió đang thổi bỗng nhiên ngừng lại, bốn bề xung quanh cây cỏ, cành lá ngừng lay động. Tiếng côn trùng cũng không còn nữa, một sự im lặng đến rợn người. Dường như có một thứ gì đó đang đến. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi ở dưới mặt nước bắt đầu xuất hiện những cơn sóng nhỏ lăn tăn, rồi cứ như vậy mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho cả dòng sông này lay động. Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng nước dưới sông lại chuyển động mạnh vậy chứ? A Thiện tròn mắt tay chỉ về trước mặt giọng hoảng hốt. Lâm tiên sinh liền đáp, im lặng đi, đừng làm kinh động đến ông ấy. Gió bắt đầu nổi lớn. Dưới dòng sông xoáy nước xuất hiện ban đầu rất nhỏ, sau cứ như vậy mở rộng tạo thành một lỗ hổng lớn ở giữa dòng nước. Tất cả những ai có mặt trên bờ sông Châu Giang lúc này đều không giấu nổi sự kinh hoàng, xen lẫn chút sợ hãi. Đây là một cảnh tượng họ chưa từng nhìn thấy trong đời. Từ bên dưới xoáy nước lớn, ánh hoàng kim dần lan tỏa ra mỗi lúc một rõ hơn, cho đến khi cả một khoảng sông rộng bừng sáng. Con quái ngư to lớn có màu vàng óng ánh
lấp lánh khẽ trồi lên. Gọi là quái ngư bởi phần đầu của nó có một chiếc sừng lớn, phân nhánh uốn lượn về phía sau. Hai sợi râu to như là sợi thừng uyển chuyển, kéo dài từ mép tới dọc ngang thân, màu vàng óng ánh. Phần vảy của nó giống với những miếng vàng được dát mỏng, thành từng tấm đều tăm tắp, được ghép lại với nhau như một bộ giáp hoàng kim chói lòa. Những chiếc vảy dưới màng cá mềm mại là lướt, như những dải lụa trôi giữa dòng, với đủ bảy sắc cầu vồng. Phần vây lưng nhô cao tựa hồ có hàng trăm mũi gươm dài sáng loáng, chĩa thẳng lên trời. Quái vật ư? Lão Ngũ chân tay buồn rùn ngồi bệt xuống, miệng ú ớ khi nhìn thấy quái ngư xuất hiện. Đó cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người đang có mặt ở bờ sông. Bất giác ai đấy đều lùi lại, mặc dù họ đứng cách vị trí của thầy Lương cả một quãng khá xa. Lâm Tiên Sinh lúc này há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra lời đồn về con sông Châu Giang có quái ngư là thật. Ở mép bờ sông, thầy Lương khẽ mở mắt ra, không một chút sợ hãi, nhìn thẳng về phía quái ngư bằng một ánh mắt hiền hậu, giống như sau 50 năm mới gặp lại cố nhân. Là một nụ cười, thầy Lương lúc này liền nói: Đạo ngư, ngươi chính là đạo ngư phải không? Trong tiếng gió thổi có tiếng đáp lại lời của thầy Lương, và chỉ một mình thầy Lương là nghe được giọng nói này. Ta đã nhận ra ngươi, mặc dù ngươi bây giờ đã già đi rất nhiều, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi. Ngươi chính là tên tiểu tử tinh nghịch năm đó. Suốt bao năm kể từ khi Khúc Quân mất, ta mới được nghe những câu khẩu quyết này. À Lương, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về. Thầy Lương rơi nước mắt. Ông thật không ngờ đạo ngư vẫn nhớ tới mình. Thậm chí trong lời nói của đạo ngư, có vẻ như nó vẫn đang chờ đợi thầy Lương quay trở lại nơi đây. Vậy mà suốt 50 năm qua, thầy Lương lại vô tình lãng quên đi người bạn này. Cho tới bây giờ khi nghe Lâm Tiên Sinh nhắc đến một con quái ngư rất lớn có màu vàng, thầy Lương mới chợt nhớ ra đạo ngư. Gần như cả một đời lang thang phiêu bạt, hành thiện giúp người trên khắp Việt Nam, vô hình chung thầy Lương đã quên đi những phần ký ức thời niên thiếu. Cách đây khoảng chừng hơn một năm, trước khi quay trở về Trung Quốc, cũng phải nhờ vào thần cơ của Khúc Quân sư phụ mà thầy Lương mới có thể khôi phục được trí nhớ. Thầy Lương đưa tay lau đi những giọt nước mắt, bồi hồi ông liền nói: 50 năm qua, bản thân của ta cũng đã trải qua không ít chuyện. Lần này quay trở về Bạch Hạc Sơn, hôm nay được gặp lại đạo ngư, xem ra thật không uổng phí. Bất ngờ hơn khi nhìn thấy đạo ngư người đã trở thành thủy thần trấn giữ Châu Giang, đạo hạnh tăng cao, toàn thân tỏa ra vượng khí. Lương ta cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bên cạnh đó là nỗi hổ thẹn của chính bản thân ta. Đạo ngư người mỗi năm đến ngày sư phụ mất đều tới khúc sông này bày tỏ lòng thành kính. Vậy mà ta ngay cả việc chịu tang cho người cũng chỉ biết quỳ ở phương xa chắp tay mong người tha tội. Đạo ngư đáp: Khúc Quân từng nói một câu, số mệnh của mỗi người tự thân người đó phải biết nắm giữ. Cả ta và ngươi hay bất cứ ai trên đời này luôn có con đường mà bản thân mình tự lựa chọn. Ta chọn con đường tu đạo, còn ngươi, con đường ngươi đang đi là con đường trả nghiệp. Có những thứ không thể thay đổi, đừng tự oán trách mình. Khúc Quân chưa bao giờ trách ngươi, ngược lại cho đến khi qua đời, ông ta vẫn luôn dõi theo về ngươi, bảo vệ ngươi, cho đến một ngày ngươi trở về. À Lương, ta với ngươi giống như là cố nhân gặp lại. Nhìn thấy ngươi ta như được gặp Khúc Quân vậy, ngươi muốn ta giúp gì nào? Thầy Lương chắp tay trước ngực cúi đầu cảm ơn đạo ngư. Thầy Lương đưa ra lời thỉnh cầu. Đạo ngư quả nhiên không hổ danh thủy thần, đoán biết được tâm ý của ta. Bên dưới dòng sâu Trung Giang này có hai người chết, một mẹ một con. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ, chỉ biết dường như hai người này chết oan, thế nên âm hồn bất tán, vẫn lại vãng dưới dòng nước, thi thể trở thành thức ăn cho cá, ai oán vô cùng. Nhờ vào chút khả năng học được từ sư phụ, Lương tôi gieo quẻ đoán biết được rằng thân xác của hai mẹ con họ hiện giờ đang bị vướng mắc đâu đó dưới dòng sông này. Này thỉnh cầu đạo ngư giúp tôi tìm và đưa thi thể hai mẹ con của họ lên bờ. Trước là để mai táng,
sau đó tìm cách giúp cho vong linh người đã khuất được thanh thản, có thể siêu thoát đầu thai, chăm sự nhờ đạo ngư. Đạo ngư nghe xong thì quấy thân mình biến mất vào trong xoáy nước lớn. Không trùng vang lên một giọng nói: "A Lương yên tâm, ta sẽ giúp người chuyện này." Xoáy nước giữa dòng sông từ từ thu hẹp lại rồi biến mất. Chớp mắt đã không thấy đạo ngư đâu nữa. Mặt nước trở lại chẳng thấy yên ả, không gian tĩnh lặng. Thầy Lương quay trở về sau nói với mọi người: "Đem tất cả đèn đuốc thuyền nhỏ với cả dây thừng lưới lại đây." Lâm Tiên Sinh và dân trong hương cũng chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến. Thấy thầy Lương gọi, tất cả vội chạy đến, nhưng chân vẫn còn run rẩy, vẫn có chút sợ sệt. Lâm Tiên Sinh lúc này ấp úng: "Thầy, thầy muốn chúng tôi làm gì xin cứ sai bảo." Thầy Lương chỉ vào dọc bờ sông: "Đem tất cả những ngọn đuốc cắm theo dọc bờ sông này, cứ cách 10 bước chân lại cắm một đuốc, rồi cắt cử người đứng quan sát ở vị trí đó. Tiếp theo thả thuyền nhỏ xuống sông, cứ hai người một thuyền, cầm theo đèn chèo dọc hai bên bờ sông. Nếu thấy gì thì lập tức vớt lên đây. Công việc này có chút đáng sợ, vì nhiều khả năng các vị sẽ phải vớt thi thể của người chết. Mọi người làm được chứ?" Trai trắng trong thôn nhìn nhau đầy gật đầu. Một người đại diện nói: "Thưa thầy, việc vớt xác người chết không đáng sợ, nhưng chúng tôi sợ con quái ngư kia sẽ xuất hiện mà nuốt chừng chúng tôi mất." Thầy Lương lúc này liền cười lớn: "Đừng có lo, đó không phải là quái ngư. Tên của con cá lớn ấy là đạo ngư. Thân là cá chép vàng tu luyện đạo pháp đã hơn 150 năm. Đạo ngư chính là thủy thần của khúc sông này. Suốt 50 năm qua kể từ khi được khúc quân sư phụ ra tay cứu giúp, bình an vượt qua thời điểm độ kiếp. Với đạo hành tu luyện được, đạo ngư đã trở thành thủy thần, trấn an dòng nước của sông Châu Giang chảy qua Hương Kim Giang. Đó là lý do vì sao trong suốt từng ấy năm, người trong hương chưa có ai chết đuối hay là gặp nạn ở khúc sông này. Năm xưa sư phụ của tôi cho xây miếu ở bờ sông, cũng chính là để người dân trong hương hồi hướng thờ cúng đạo ngư." Lâm Tiên Sinh lúc này thẳng thốt: "Nói như vậy là bao năm qua thủy thần đạo ngư vẫn luôn bảo vệ bạch tộc." Thầy Lương liền gật đầu. Lâm Tiên Sinh vội vàng quỳ xuống, người dân trong hương cũng lập tức quỳ theo. Họ liền khấu đầu bái tạ về dòng sông, miệng đồng thanh hô lớn: "Cảm tạ đạo ngư, đội ơn thủy thần. Cảm tạ đạo ngư, đội ơn thủy thần. Cảm tạ đạo ngư, đội ơn thủy thần." Sau đó từng người làm theo sự chỉ dẫn của thầy Lương một cách khẩn trương. Nhưng khi người còn chưa kịp lên thuyền thì ở giữa dòng nước của sông Châu Giang đột nhiên nổi lên những bong bóng khí. Giữa dòng sông bất chợt trồi lên một thứ gì đó, trời tối lại thêm nước bắn ra tung tóe, cho nên ngay lúc ấy chưa ai nhìn rõ được thứ gì vừa xuất hiện. Thầy Lương lúc này liền hô lớn: "Mọi người mau chóng chèo thuyền ra đưa thứ đó vào đây, nhanh tay lên nào." Lâm Tiên Sinh cố dụi mắt nhìn nhưng vẫn chưa rõ. Ông ta lúc này hỏi: "Thầy Lương, thứ vừa trồi lên là thứ gì vậy?" Thầy Lương liền trả lời: "Một chiếc quan tài, quả nhiên là mộc trong thủy." Trai trắng của Hương Kim Giang lên thuyền nhỏ chèo ra giữa dòng. Họ sử dụng sào, dây thừng cố định quan tài, rồi từ từ kéo vào bờ. Dưới ánh đuốc rực lửa, chiếc quan tài đã được đưa lên mặt đất. "Nào mọi người cùng hô rủ chúng tôi kéo lên nhé. Bên trên bờ giữ chặt lấy dây thừng, bên dưới nước chúng tôi sẽ đẩy phụ. 1, 2, 3, nào." Sau mỗi nhịp hô, dưới sông kẻ đẩy, trên bờ người kéo. "Tiếp nhé, 1, 2, 3, lên nào." Chiếc quan tài kéo lê trên mặt cỏ nơi bờ sông. Bên trong có cả nước cho nên khá nặng. Khi đưa được lên bờ, ở góc cạnh quan tài nước chảy ra ồ ạt từ một cái lỗ phải lớn bằng một găng tay. Quan tài này đã bị vỡ. Thầy Lương liền nói với mọi người: "Được rồi, tạm thời đừng ai chạm vào nó. Các vị vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Tiến tới bờ sông, thầy Lương chắp tay khẽ cúi đầu cảm tạ đạo ngư. Kể từ lúc đó không thấy đạo ngư xuất hiện nữa. Vừa quay lại, bỗng thầy Lương nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu của mình: "A Lương,
Đạo ngư ta ở sông Châu Giang này đã 50 năm. Kể từ sau khi Khúc Quân qua đời, nơi đây bắt đầu có sự biến đổi. Ta tin rằng sự trở về của ngươi không phải là trùng hợp. A Lương, có những chuyện ngươi không thể nhìn thấy, cho dù ngươi có khả năng nhìn thấu âm dương bảo trọng. Giọng nói biến mất, sông Châu Giang trở lại chẳng thấy yên ắng tĩnh lặng. Thầy Lương bước lại gần chiếc quan tài vừa mới được trục vớt, cầm đuốc xoay một vòng quanh quan tài. Nếu không tính chỗ bị thủng thì quan tài này khá chắc chắn. Có điều lạ là toàn bộ quan tài đều được sơn màu đen tuyền. Bốn góc quan tài có khắc bốn bức tượng gỗ hình con ngựa. Dưới ánh lửa đuốc, chiếc quan tài đột nhiên tỏa ra một làn khói đen. Đồng thời bên trong quan tài vang lên tiếng lục cục như có ai đó đang gõ vào ván. Lâm Tiên Sinh cùng những người có mặt ở đó giật mình hoảng sợ. Ai nấy đều vội vã lùi ra xa. Lão Ngũ ú ớ chỉ tay về phía quan tài, sắc mặt đầy kinh hãi. Thầy Lương, có thứ gì đó đang chảy ra kìa, là máu đấy. Nhìn xuống dưới chân, quả nhiên ngay vị trí quan tài bị thủng một lỗ, từ trong quan tài chảy ra một thứ nước màu đỏ như máu. Mọi người tá hỏa, có người sợ đến mức quay lưng bỏ chạy. Không biết người trong quan tài đã chết từ bao giờ, thế nhưng chẳng có lý do gì mà cho tới tận lúc này máu vẫn chảy ra được như vậy. Chưa kể đến những tiếng lục cục phát ra từ bên trong quan tài càng lúc lại càng lớn. Không phải ma thì cũng là quỷ. Lão Ngũ lúc này liền hét lớn: Chạy đi, là quỷ đây. Lồng cồm bỏ dậy chạy mà trượt cả chân. Lão Ngũ ngã oạch xuống đất. Vài người khác cũng bị ông ta dọa cho sợ. Chỉ có là Đại Phu, Lâm Tiên Sinh, A Thiện, Trịnh Thúc đang chờ đợi Tiểu Nguyệt tỉnh dậy là vẫn cố nán lại chờ đợi thầy Lương. Đứng ngay bên cạnh quan tài, thế nhưng xem ra thầy Lương không lấy gì làm sợ hãi. Thầy Lương lúc này liền nói: Hai người chết oan đến mức âm hồn bất tán, chết không nhắm mắt, oan khí hóa thành máu để biểu thị sự oan uổng. Ta hiểu rồi. Tuy nhiên trước tiên hãy để ta giúp hai người thoát khỏi cốc quan tài mang ấn chú này. Nhưng mà hãy nhớ, tự thân các ngươi phải buông bỏ hận thù, như vậy hai mẹ con của ngươi sau này mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Dứt lời, thầy Lương dùng tay áo lau khô phần nắp áo quan, cắn đầu ngón tay trỏ bật máu. Lấy máu của mình, thầy Lương viết lên trên nắp quan tài một chữ. Sau khi viết xong, làn khói đen lan tỏa ra xung quanh quan tài tan dần rồi biến mất. Tiếng động lục cục cũng nhỏ dần, sau đó không còn nghe thấy gì nữa. Thế nước màu đỏ như máu đang chảy ra từ lỗ hổng góc áo quan cũng đang ngừng lại. Bốn bề im lặng, gió thổi hiu hiu. Thầy Lương áp bàn tay vào nắp áo quan rồi miệng nói: Như vậy là hai người đã đồng ý với ta. Ta hứa sẽ lo cho hai mẹ con của ngươi mộ yên mà đẹp. Nói dân làng thường xuyên hương khói, cầu nguyện cho hai người các ngươi sớm được siêu thoát, chờ ngày chuyển kiếp đầu thai. Đoàn thầy Lương quay lại nhìn La Đại Phu, Lâm Tiên Sinh và cùng vài người nữa đứng đó. Thầy Lương lúc này khẽ thở dài. Trước mắt thì mọi chuyện đã tạm ổn, thế nhưng mọi người đã thấy, người chết bên trong quan tài này chất đầy oán khí. Chết oan cho nên dù xác thịt không còn, nhưng máu tươi vẫn chảy dài như muốn giải bày nỗi oan ức thấu tận trời xanh. Cũng là một phần cơ duyên nên tôi muốn siêu độ cho hai mẹ con của họ. Trong khoảng thời gian đi lại trong hương, Lương tôi cũng đã tìm được một mảnh đất tốt. Thế nhưng thật tình vẫn chưa tìm được vật chôn để ngự ở mảnh đất đó. Định bụng là sau khi rời khỏi đây sẽ nói cho mọi người biết. Thế nhưng mà hôm nay gặp chuyện, tôi mạn phép cúi đầu xin Lâm Tiên Sinh cùng toàn thể bà con trong hương cho tôi dùng mảnh đất đó để chôn cất hai mẹ con của họ, để họ nương nhờ vượng khí của nơi đây cho linh hồn hai mẹ con được thanh thản, buông bỏ oán hận sớm đầu thai. Không biết ý của Lâm Tiên Sinh cùng mọi người thế nào? Lâm Tiên Sinh liền cúi đầu rồi đáp: Thầy Lương đây là bậc kỳ nhân, là đệ tử của Khúc Quân sư phụ. Sân hương Kim Giang chúng tôi nợ ân tình của sư phụ ngài đã mấy đời còn chưa trả hết.
Không cần phải nhắc tới ân đức của khúc quân sư phụ. Nội việc trong thời gian qua, thầy Lương giúp đỡ chúng tôi trong việc chữa bệnh cứu người, cũng đã khiến cho chúng tôi vô cùng cảm kích. Bản thân của tôi cũng như những người có mặt ở đây hôm nay như được mở rộng tầm mắt, được chứng kiến những chuyện nhân duyên thiên biến vạn hóa. Mọi sự thầy hãy cứ quyết định. Thân làm hương trưởng, thay mặt cho toàn bộ bà con trong hương, lão Lâm tôi xin được giúp thầy một tay. Chúng tôi sẽ nghe theo mọi chỉ dẫn của thầy. Thầy Lương lúc này liền vội nói: "Ây chết, Lâm tiên sinh của mọi người đã quá lời rồi. Từ nhỏ tôi đã được sư phụ đem về đây cưu mang, lớn lên trên đất của Bạch tộc. Dù mấy chục năm qua tha hương cầu thực, nhưng nơi đây vẫn là quê hương của tôi. Chỉ hổ thẹn khả năng không bằng sư phụ, cho nên có nhiều chuyện Lương tôi vẫn chưa thực hiện được. Nếu đã được sự đồng ý của Lâm tiên sinh, tôi sẽ dùng mảnh đất đó an táng cho hai mẹ con đáng thương này. Bây giờ thế này, phía Lâm tiên sinh chuẩn bị giúp tôi một bộ tiểu quách. Nếu được thì xin Lâm tiên sinh chọn loại được làm bằng đá, hoặc chỉ ít được làm bằng từ sành sứ. Không được dùng tiểu quách gỗ. Lấy loại có kích thước lớn nhất, chuẩn bị thêm kim trang, tiền vàng, quần áo giấy cho hai người nữ, một lớn một nhỏ. Lấy nước nóng của suối chảy từ Bạch Hạc Sơn đem tới đây. Sẽ cần khá nhiều nước cho nên đem càng nhiều càng tốt. Nhặt lấy 100 viên đá ở suối, đá nhỏ bằng đầu ngón tay. Đem theo cả đồ đục, chiếu, khăn sạch. Nếu như có hoa nhài khô thì tốt. Tuy yêu cầu hơi nhiều, thế nhưng đây là những vật dụng cơ bản dùng trong việc cải táng. Phiền mọi người giúp tôi chuẩn bị. Trong lúc mà thầy Lương nói, là đại phu nhanh trí ghi lại tất cả những gì mà thầy Lương yêu cầu. Để tôi quay về nói với mọi người chuẩn bị. Là đại phu nói: "A Thiện đáp, nhà của La đại phu cách đây khá xa, đi lại rất tốn thời gian. Có giấy ghi chép đây rồi, để tôi chạy về nhà nói mẹ và chị gái chuẩn bị. Mọi người cứ ở lại đây, có đủ đồ chúng tôi lập tức đem đến ngay." Cầm tờ giấy ghi chép, A Thiện cùng vài thanh niên trong hương Kim Giang tức tốc rời đi. Trên bờ sông lúc này còn lại thầy Lương, Lâm tiên sinh, Đan đại phu và lão Trịnh. Nhìn chiếc quan tài, thầy Lương bây giờ mới nói: "Câu không giấu gì mọi người, chiếc quan tài màu đen này còn được gọi là Ô Mã Quan." Lão Trịnh lúc này liền run giọng hỏi: "Ô Mã Quan? Tôi từng nghe nói có cái tên này, nó là một loại bùa chú thì phải?" Thầy Lương liền gật đầu. Lão Trịnh nói không sai. Ô Mã Quan đích thị là một loại bùa chú. Một loại bùa chú dùng để hủy hoại linh hồn của người chết. Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Ở bốn góc quan tài đều có khắc hình bốn con ngựa quay đầu về bốn hướng. Ở đầu quan tài cũng có một con ngựa được khắc như vậy, nhưng kích thước lớn hơn bốn con còn lại. La đại phu đi vòng quanh quan tài, quả nhiên có năm con ngựa gỗ được sơn màu đen. Ấp úng, La đại phu liên tưởng tới một hình phạt thể cổ xưa. Có phải đây là ngũ mã phanh thây? Thầy Lương liền gật đầu rồi đáp: "Ô Mã Quan chính là sử dụng hình tượng ngũ mã phanh thây. Có điều trong trường hợp này thì phải gọi là ngũ mã phanh hồn. Nôm na chúng ta hiểu, khi mà người chết bị đem bỏ vào trong Ô Mã Quan, linh hồn của họ ngày đêm bị năm con ngựa khắc trên quan tài giày vò, cho đến khi hồn phách bị xé nát, không có cơ hội được siêu sinh." Lâm tiên sinh nuốt nước bọt, tay chân run rẩy chỉ vào quan tài miệng hỏi: Nói vậy quan tài đen này là một loại bùa chú. Sao có người lại ác độc vậy chứ? Ngay cả linh hồn người chết cũng không có tha." Thế Lương liền thở hắt ra đáp: "Đúng vậy. Kẻ sử dụng Ô Mã Quan chôn xác hai mẹ con của họ thực sự quá nhẫn tâm. Đó là lý do vì sao khi nãy chúng ta nhìn thấy máu chảy ra từ trong quan tài. Mặc dù bên trong quan tài có lẽ chỉ còn lại xương và bùn đất mà thôi. Đã cuối giờ tuất, sắp sang đến giờ hợi mà vẫn chưa thấy A Thiện cùng những người khác quay trở lại." Lâm tiên sinh đứng ngồi không yên. Trên bờ sông lúc này chỉ còn lại ba người: thầy Lương, Lan đại phu và Lâm tiên sinh. Lão Trịnh sau khi Tiểu Nguyệt tỉnh lại thì cả hai ông cháu được thầy Lương khuyên nên trở về nhà, bởi hiện tại nguyên thần của cô bé vẫn chưa ổn định sau khi bị âm hồn bên trong quan tài nhập vào thân xác. Tiếp nữa trời về khuya càng lúc càng lạnh. Nếu cả Lão Trịnh và Tiểu Nguyệt còn nán lại đây sẽ dễ bị cảm.
Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, chính là thầy Lương không muốn để Tiểu Nguyệt nhìn thấy những thứ sẽ khiến cho con bé ám ảnh đến kinh sợ bên trong chiếc quan tài màu đen này. Đi đi lại lại, trông trông ngóng ngóng, Lâm Tiên Sinh lúc này phàn nàn: sao đi lâu thế, không biết phải đợi đến lúc nào đây. Thầy Lương nãy giờ vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh. Trong lúc chờ đợi A Thiện cùng mọi người đem vật dụng cần thiết đến đây, thầy Lương soi đèn xem thật kỹ từng góc cạnh, từng tấm ván của U Mã Quan. Nếu như không có lỗ hổng ở góc quan tài thì âm hồn cô bé gái được chôn cùng mẹ sẽ không thể thoát ra theo đôi hải đỏ trôi trên sông mà lão Ngũ vớt được chiều hôm nay. Giờ vào những dấu vết trên chiếc quan tài, thầy Lương đã phần nào sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Nhưng trước khi đi đến kết luận cuối cùng thì cần phải mở U Mã Quan. Nói thầy Lương không vội vàng cũng không đúng. Sắp sang giờ hợi có nghĩa là cũng chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ tới nửa đêm, cũng là lúc Nguyệt Khai bung nở. Bỏ qua cơ hội lần này sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa. 1 năm không phải quá dài, nhưng cũng không phải quãng thời gian quá ngắn, nhất là trong hoàn cảnh của thầy Lương. Thế nhưng việc siêu độ cứu rỗi linh hồn của người chết vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Chưa kể đến kẻ sử dụng U Mã Quan là kẻ có tâm địa dã man, tàn độc. Thầy Lương lo sợ không biết được rằng liệu chỉ có một U Mã Quan hay là còn nhiều U Mã Quan khác đừng chôn đầu đó chưa ai phát hiện ra. Ta ở sông Châu Giang này đã 50 năm. Kể từ khi Khúc Quân qua đời, nơi đây bắt đầu có sự biến đổi rồi. Nhớ lại câu nói của Đạo Ngư, trước khi biến mất, thầy Lương liền tự nhủ: chẳng lẽ điều khiến cho bản thân ta bứt rứt bất an suốt quãng thời gian qua lại chính là bắt nguồn từ chuyện này. Lời của Đạo Ngư chứa đầy ẩn ý, đành phải tìm hiểu cặn kẽ từng vấn đề vậy. Thầy Lương uống ngụm nước đi. Đưa hồ lô đựng nước cho thầy Lương, là đại phu lại nói. Nhấp một ngụm nước, thầy Lương lúc này liền đáp: cảm ơn là đại phu, cũng muộn rồi. Là đại phu đi thế này có sợ ở nhà phu nhân cùng Tiểu Long lo lắng hay không? Là đại phu lúc này cười rồi trả lời: thầy Lương yên tâm, cả những đêm đang ngủ mà người ta đến gọi đi thăm bệnh tôi cũng phải đi lập tức. Đi đến sáng hôm sau mới về. Ban đầu vợ cùng các con cũng thấp thỏm chờ đợi. Sau dần cũng quen, mình làm nghề thầy thuốc đừng bà con phong cho hay chữ đại phu thì phải tận tâm với nghề. Được cái gia đình tôi ai cũng hiểu và ủng hộ. Chứ được bệnh cứu được người chính là điều phúc đức nhất. Hơn nữa từ nhỏ tới giờ hôm nay mới được tận mắt chứng kiến bao chuyện lạ lùng. Thú thật với thầy, tôi cũng muốn ở lại xem tới cùng. Thầy Lương lúc này liền gật đầu. Là đại phu là một người có tâm, một lần nữa hãy cố gắng vượt qua nỗi sợ này, xem cho thật kỹ. Đây cũng là một kinh nghiệm quý báu cho là đại phu sau này. Cảm ơn thầy Lương, tôi đã hiểu rồi. Là đại phu khẽ cúi đầu rồi đáp: kia rồi, đến rồi đó, cuối cùng thì cũng đến. Lâm Tiên Sinh nói lớn, tay chỉ về phía trước mặt, nơi thấp thoáng những ngọn đuốc đang ngày một tiến lại gần. Cả tiếng xe bò, tiếng bước chân người chạy hối hả. Dừng lại, tạm thời để mọi thứ ở đây. A Thiện giơ tay nói với những người ở phía sau. Họ càng xe bò, A Thiện chạy tới, vừa thở vừa nói: Lâm Tiên Sinh, thầy Lương, là đại phu, tôi đem đồ đến rồi đây. Thầy Lương cảm ơn A Thiện rồi cùng mọi người chuyển những đồ dùng cần thiết tới khoảng đất bằng phẳng cách quan tài vài bước chân. Thầy Lương lúc này nói: trải chiếc chiếu ở đây, nhẹ tay thôi. Đặt bộ Tiểu Quách ở chính giữa, xung quanh xếp kim trang tiền vàng, quần áo giấy đá sỏi. A Thiện, có đem theo nước suối từ núi Bạch Hạc chứ? A Thiện liền đáp: dạ có. Cái quan trọng làm sao có thể quên được chứ? Bởi vì thầy nói cần rất nhiều nước, cho nên tôi chở nguyên một xe bò đựng tận 10 thùng nước đến đây. Trên đường đi sợ đổ sánh ra hết, cho nên đẩy xe hơi chậm, thành thử ra là giờ họ mới tới. A Thiện hãy tay ra hiệu cho mọi người bê nước vào trong cho thầy Lương. Thầy Lương nói để số nước đó bên cạnh quan tài, một lát nữa sẽ dùng nước suối của Bạch Hạc Sơn rửa xương cốt của người chết. Thông thường người ta sẽ dùng rượu nấu chung với gừng, hoặc có loại nước thơm nấu bằng thảo dược để rửa xương.
Thế nhưng lần này thầy Lương sử dụng nước nóng chảy ra từ con suối bắt nguồn từ Bạch Hạc Sơn. Lý do là bởi vì người chết bên trong U Mã Quan không giống như người được cải táng bình thường. Nếu chỉ dùng rượu hay nước thơm, chắc chắn không thể thanh tẩy hài cốt. Cần phải có một loại nước mang linh khí của trời đất. May mắn thay, Bạch Hạc Sơn là nơi quy tụ linh khí. Nước suối của Bạch Hạc Sơn cũng mang linh lực có tính kỵ tà, rất phù hợp khi dùng rửa xương cốt bên trong U Mã Quan. A Thiện đem tới một bộ đục sốt sắng. A Thiện hỏi: "Thầy Lương, bây giờ là phải đục để cái nắp quan tài này ra phải không? Thế để tôi làm cho." Thầy Lương lúc này đưa tay ngăn A Thiện: "Khoan đã, loại quan tài này không thể đục phá bằng cách thông thường. Chúng ta sẽ dùng đến thứ này nhưng chưa phải bây giờ. Đừng nóng vội, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi sẽ tự tay mình gỡ bỏ bùa chú của U Mã Quan." Thầy Lương lúc này nói với Lan Đại Phu: "Cảm phiền Lan Đại Phu chuẩn bị cho tôi một ít giấy, mài cho tôi một chút mực, giống như là lúc chúng ta ở nhà Lão Ngũ." Lan Đại Phu vâng dạ rồi lập tức làm theo. Nhìn tất cả những vật dụng cần thiết cho việc cải táng đã được sắp xếp đầu ra đó, chờ Lan Đại Phu mài mực xong, thầy Lương nói với mọi người lùi ra xa khỏi quan tài, tiếp tục nhỏ máu của mình vào nghiên mực. Ngồi xếp bằng ở phần đầu quan tài, thầy Lương trải ra đất 5 tờ giấy. Chép bút, thầy Lương bắt đầu viết vào từng tờ giấy lần lượt theo thứ tự: Mộc đế, thổ đế, kim đế, thủy đế, hỏa đế. Thầy Lương sử dụng đạo bùa ngũ đế để gỡ bỏ ấn chú của U Mã Quan. Lần lượt từng lá bùa tương ứng với một vị đế vương trong thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế, dán vào từng vị trí của 5 bức tượng ngựa ô. Bùa giải ấn được dán xong, tất cả những người có mặt chứng kiến lúc ấy, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Đứng trước U Mã Quan, thầy Lương chùm hai ngón tay lại, nắm bàn tay phải đặt trên nắm bàn tay trái, nhắm mắt miệng đọc khẩu quyết. Sau khi đọc xong, thầy Lương dùng hai ngón tay vẽ vào khoảng không trước mặt một chữ ngự. Giữa khoảng không, chữ ngự xuất hiện mang sắc hoàng kim, rồi ngay sau đó ánh sáng từ chữ tỏa ra phân tách đến vị trí của 5 lá bùa. Cùng lúc cả 5 lá bùa bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt 5 bức tượng ngựa ô. Từ trong ngọn lửa bùng cháy xuất hiện 5 đường chỉ đỏ liên kết 5 bức tượng với quan tài. Chính là thời điểm này, thầy Lương tay cầm dao bạc tiến tới từng vị trí. Thầy Lương dùng dao cắt đứt đường chỉ đỏ, cắt xong cả 5 đường cũng là lúc 5 bức tượng ngựa ô cháy thành tro bụi. Thu dao bạc, thầy Lương gõ vào nắp quan tài 5 lần. Quay lại nhìn A Thiện, thầy Lương lúc này gật đầu nói: "Được rồi, mở nắp quan tài ra đi." Tiếng đồng tiếng gõ khẽ vang lên khi mà A Thiện cùng hai thanh niên bạo gan khác đang dùng búa, dùng đục để gỡ mộc mở ván thiên theo sự chỉ dẫn của thầy Lương. "Đã gỡ hết mộc chưa?" Thầy Lương soi đèn hỏi. A Thiện liền đáp: "Xong hết rồi thưa thầy." Thầy Lương liền gật đầu tiếp: "Mở ra từ từ nhẹ tay thôi, cố gắng lật ngửa ván thiên lên, không được làm vỡ. À mà trước khi mở nắp quan tài, mấy cậu nên kiếm gì đó để bịt mũi lại. Mùi bốc ra sau khi mở ván thiên sẽ rất khó ngửi đó." Nghe lời của thầy Lương, A Thiện cùng hai người khác vừa lấy áo bồng vòng qua sau gáy để che mũi lại. Đâu đó xong xuôi, bọn họ bắt đầu dùng sức. A Thiện một bên, hai người kia một bên. Phía A Thiện để nắp áo quan sang bên kia cho hai bọn họ đỡ lấy. Ngay khi nắp quan tài vừa được mở ra một khoảng nhỏ, mùi xú uế bên trong đã bốc ra một cách kinh khủng. Mặc dù thầy Lương đã cảnh báo trước và A Thiện cũng đã dùng áo che mũi, thế nhưng quả thật nó thối không thể chịu được. A Thiện buồn nôn nhưng cố gắng chịu đựng, mắt không dám nhìn thẳng vào bên trong quan tài mà lại quay mặt đi. A Thiện đẩy nắp áo quan sang cho hai người đối diện một cách nhanh nhất có thể. Nắp áo quan được mở ra, hai thanh niên nhẹ nhàng đỡ rồi lật ngửa lên theo đúng như lời của thầy Lương dặn. Cầm đèn dầu, thầy Lương đưa sát xuống mặt trong của nắp quan tài. Mặc dù có bùn đất dây vào,
Thế nhưng nhìn qua thể lương cũng đọc được. Trong nắp áo quan có viết hai dòng bùa chú để giam giữ linh hồn của người bị chôn bằng ô mã quan. Là đại phù, lấy giúp tôi nghiên mực cùng bút lông đem lại đây. Thể lương nói. Là đại phu đem nghiên mực tới, dùng bút lông chấm vào trong nghiên mực. Thể lương viết đè lên hai dòng bùa chú những ký tự mà chỉ một mình thể lương mới có thể biết được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.